Ngoài rồi, làm xong là được nghỉ rồi. Học tiếp. À, thì bạn muốn nghỉ thì bạn cứ nghỉ, xong thì mình sẽ sửa bài, sửa bài xong mình tổng kết vậy thôi, còn bạn bận thì bạn cứ nghỉ đi, không sao đâu. Nộp bài hết chứ, tại có chưa nộp không? Trời, 1-4 phút nữa. Thôi các bạn coi nộp bài nha, chứ không là sẽ bị hết 1 phút là link nó tự tự đóng đó, các bạn nộp nó cũng không nhận đâu, mà chăm thử nộp bài đi. Rồi xong rồi à, thấy chưa? Hết giờ thì nó sẽ tự ấy ra, không có cho tiếp tục trả lời nữa. Rồi mình sửa bài nha. Thì giờ đề nó sẽ có 11 câu, thì đây là đáp án nè. Câu đầu tiên nè, 10 câu. Đối tượng nào sau đây không thuộc kết cấu? Thì các bạn thấy nè, reba nè, structural framing thì loại ngay đầu tiên hai cái đáp án là structural column với structural framing. Thì đáp án sẽ là column, bởi vì column nó sẽ là cột kiến trúc. À, rồi để di chuyển một đối tượng mình có thể dùng những lệnh nào, tức là di chuyển, tức là làm cái đối tượng nó di chuyển đi, thì có thể là lệnh move là chắc chắn rồi, thì ở đây là có ai, có thể là có ai đó chọn thiếu lệnh align thôi. À, là ví dụ như align và move. Rồi ok,
thì Timeless Family chứ không phải là Family. Timeless Family nó sẽ có định dạng gì? Sẽ là RXT. Còn mà cái đây á, còn RFA là gì? Là Family. Các bạn nhớ nha, RFA sẽ là Family. Rồi, để tạo ra cấu kiện có tính chất tương tự, một á là mình dùng luôn copy, hai là array. Thì array trong cái lúc mà array cái thép mà bị cái thép cọc nhớ không? À, thì đó cũng là cách để mà tạo ra cái tương tự. Còn cái đây là mình mới chỉ hồi lúc nãy luôn, là để phân biệt count và quantity. Thì count á là để xác định số lượng của element, là số lượng đối tượng, là một cái đối tượng à. Còn nếu mà mình bóc ra quantity á thì cái này sẽ ra 10 cái, trừ cái lớp bê tông bảo vệ hai đầu đi 50 nữa sẽ ra 10. Rồi, loại hình khối nào sử dụng để làm Dạ cái yeah, cách anh ơi, đúng như... à cho em hỏi cái câu đó là em chưa hiểu cái sáu mặt là sao, tại vì nó Sáu nói mặt là cái dầm mà em không hiểu cover ở sáu mặt là sao. cover sáu mặt một cái hình hộp thì nó có cả một cái dầm thì nó có sáu mặt À, ở hai đầu nữa hả? ở hai cái đầu nữa thì có sáu mặt. À dạ. Rồi tiếp theo nè, trong một view nhìn cấu kiện cột không view nhìn đó thì có những nguyên nhân nào đó? Một là ẩn hết, hai là fade chưa hiển thị đúng cái file của cấu kiện, còn ba là không có một cấu kiện nào thuộc ở cho nó trong một project đó. Thì đây là cách mà khi mà mình vô kiểm tra một cái mô hình mà không có cấu kiện mình muốn nhìn à, để thao tác dễ dàng hơn trong 3D à, ta cần thiết lập mặt phẳng làm việc. Thì ngay cái tên đây là đáp án đúng rồi đó, là dịch ra tiếng Việt sang tiếng Anh là ra set work lens, thiết lập mặt phẳng làm việc là set work lens à. Rồi đây là câu mình mới chỉ luôn à, bảng khối lượng A là khối lượng bê tông, B là đơn giá, gọi C là thành tiền, vậy công thức phi lập trong bảng khối lượng của Revit 2 là cái này à. Thì nói chung biết làm thì tầm 2-3 phút là xong mà. Thì kết quả là ở phía mình đã có kết quả phía bên đây rồi à. Thì mình sẽ tổng kết và kết hợp với lại cái điểm bảng điểm danh, thì điều kiện á, điều kiện để mà có chứng nhận là đậu đậu cái bài kiểm tra này là 8 đến 10 câu, và cái điểm danh á là vắng không quá số buổi à, đối với những bạn mà đi học mấy cái buổi màu vàng nè thì mình sẽ cộng điểm cho à. Còn mà mấy bạn nào mà ấy thì hôm nay thì mình chắc là mình còn bữa hôm qua là mình cho đi học hết luôn. Điểm danh mình dễ. Các bạn thấy mình điểm danh là biết rồi đó, mình điểm danh 2 lần trong một ngày để đủ số lượng thôi, chứ mình chứ mà nếu mà mình muốn làm khó dễ là đầu giờ mình kiểm danh, cuối giờ mình điểm danh rồi. Rồi ok vậy thôi, thì nói chung là khóa này cũng là khóa cuối cùng của DreamLab. Kết quả thì có thể tí nữa mình ngồi mình làm kết quả xong mình gửi luôn, mình sẽ gửi luôn cho các bạn là ai đậu ai rớt ha. Thì ai đậu ai rớt thì coi chuẩn bị hình hình để gửi ở trung tâm nha, để mình tạo một cái folder có sẵn xong các bạn up hình lên cho nó là xong. Rồi thì cũng thay mặt là trung tâm cảm ơn các bạn đã đồng hành là học hết khóa để viết kết cấu. Ngoài cái khóa để viết kết cấu thì ở trung tâm còn có những cái khóa như kiến trúc thi công kết cấu à, thì mình ít khi mình dạy kết cấu lắm. Đợt này là do thứ nhất là cũng gần Tết, cái thứ hai nữa là cái anh lớp cũng vắng nên là mình dạy à, với lại cái anh mà hay dạy lớp kết cấu á, anh có việc đột xuất mà không có dạy được, mà mình cũng ít khi dạy lớp kết cấu lắm. Còn bình thường thì mình hay dạy lớp thi công, nhưng mà hồi xưa thì mình hay dạy lớp kết cấu, giờ thì mình chuyển sang dạy lớp thi công rồi. Thì các bạn học trong quá trình làm lại, mình nghĩ là học online nó sẽ có nhiều bất tiện, thì trong quá trình mà thực hành lại có gì không hiểu thì cứ nhắn mình hoặc nhắn với group, còn ai biết thì cứ hỗ trợ lẫn nhau. Còn mình thì thật sự thì công việc của mình trao đổi trên Zalo rất là nhiều nên cái việc trôi tin nhắn á nó hay bị trôi lắm, nên các bạn nhắn tin xong rồi ví dụ như 2-3 ngày không thấy mình trả lời thì cứ nhắn lại thêm tin nữa không sao nha. À, rồi mình rảnh mình sẽ trả lời liền. Rồi vậy thôi, cố gắng về nhà luyện tập thêm.
Còn thật ra cái chứng nhận á thì đối với mình thì mình không quan trọng, nhưng mà nếu mình là mấy bạn á thì mình cũng muốn có được một cái chứng nhận, bởi vì mình để dành thời gian và gọi là một ít, gọi là ít tiền để mà tham dự cái khóa này, thì mình nên nhận lại được một cái gì đó. Kiến thức là cái không nói rồi, thì ít gì mình có cái gì đó ví dụ như giấy chứng nhận nha, nên mình vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện ha. Rồi còn mấy bạn nào mà học lại á, có bạn nào đợt trước thi rớt không? Cho mấy bạn học Không lại có, nè. Trước là không làm bài đâu, không có làm kịp không? tại vì ngay lúc đó ngay đồ án thi công với bên xong hai rồi tùm lum á, thời gian học hẳn. Không làm là sao ta? Có nghĩa là cái anh đó cho làm cái công trình đó, anh làm trong thời gian bao lâu rồi gửi cho anh nó chấm. Với lại anh ơi cho em hỏi, Là sao, là sao mẹ bạn nói lại nữa, không hiểu à gì luôn. là cái anh phát anh, à, cái anh đó cho cái công trình đó, ảnh dạy một cái công nguyên một cái công trình vậy đó, rồi xong rồi ảnh kêu về nhà làm hoàn À thành cái công trình đó xong rồi gửi rồi, cho anh chấm. nói chung là mấy bạn vẫn không có qua được bài kiểm tra đúng không? Dạ. Rồi rồi, bạn hỏi gì hỏi đi. À, hồi bữa anh có nhắc tới là mình triển khai bản vẽ số drawing đó, à, bằng cách nó nhanh hơn ở Revit đó anh. Shop win á, nó tức là xét theo nhiều góc độ. Nếu thật ra hiện tại á, bên bên CAD á, nó có add-in, tức là nó có cái phần mềm gọi là phần mềm Kata để triển khai shop drawing, nó sẽ nhanh hơn là sử dụng Revit. Còn bên Revit thì thật sự chưa có cái nào là nhanh bằng Kata, nhanh bằng cái phần mềm Kata hết để mà shop drawing hết. À, Nên vậy là mình nên ưu tiên học CAD cho cái đó à. hả? Ý là mình nên ưu tiên học CAD không, ý là mình nên ưu tiên CAD để vẽ shop drawing đúng không anh? Tùy, ví dụ như cái đó mình không có trả lời cho bạn được, bởi vì đó là một cái bài toán lớn. Giờ mình chỉ nói ra ưu điểm và nhược điểm khi mà sử dụng Revit hay là CAD thôi. Khi mà bạn sử dụng, đầu tiên là phải vì sao phải ra shop drawing. Mình phải ra bản vẽ shop drawing bởi vì để cần phải thi công, tức là cái bản vẽ shop drawing nó phục vụ cho ở dưới công trường. Thì khi mà những cái ở dưới công trường rồi đó, nó sẽ sai sót rất là nhiều. Giả sử bạn sử dụng Revit đó, khi mà cái một cái gì đó sai thôi thì bạn phải là người sửa lại, trong khi đó ở dưới công trường người ta không biết sử dụng Revit thì sao người ta chỉnh cái đó được. Đó là lý do mà sử dụng CAD nó sẽ hiệu quả và phổ biến hơn, trong nếu mà để shop drawing thì mình thấy là sử dụng CAD là hợp lý nhất cho tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên á, các tập đoàn lớn bây giờ vẫn sử dụng shop drawing bằng Revit, tùy vào tính chất của dự án và tùy yêu cầu của chủ đầu tư, bởi vì mình xây nhà để phục vụ chủ đầu tư. Nếu chủ đầu tư yêu cầu là sử dụng toàn bộ bằng Revit thì sẽ cử ít nhất một tới hai người xuống công trường để mà hỗ trợ công trường trong cái khoảng, trong cái việc là soft drawing bằng Revit nha. Còn về tốc độ á, mình thấy là nếu mà xét gọi là xét khả năng trình độ sử dụng phần mềm á, nó đạt tới một cái ngưỡng, tức là một người mà chuyên gia trong lĩnh vực xây, một người chuyên gia trong lĩnh vực Revit, thì mình nghĩ là hai cái tốc độ là sẽ tương đương nhau. Nhưng mà tuy nhiên á, nếu mà xét về tốc độ trung bình thôi thì cái khả năng xử lý của bên Revit nó vẫn chậm hơn hoặc khả năng của bên CAD. Còn nếu mà CAD thì không không dùng tool, không dùng tool á, thực chất Revit, bên Revit vẫn có tool, nhưng mà thằng CAD, AutoCAD cái tool của nó mạnh hơn thằng Revit nhiều. Đó thì đó là cái ưu và nhược điểm. Còn mà nên nên học cái gì cho shop drawing đó, thì mình thấy thật sự mình không có biết, mình không có rành ghét luôn á, nhưng mà mình vẫn shop drawing bằng Revit bình thường, mình vô mình shop ghét vẫn bình thường. Nhưng mà shop ghét thì mình hơi chậm, mà thực chất dùng kata rồi thì chậm hay nhanh gì cũng vậy à. Cũng chỉ có sửa rồi thôi, chứ các bạn ngồi đâu phải ngồi vẽ từng đường line từng cái thép đâu, chỉ có copy rồi dùng edit rồi sửa thôi nếu mà đi làm thực tế đó. Còn luận văn thì cứ sử dụng Revit để cho biết, bởi vì mình nghĩ rồi, trước sau gì cũng chỉ phải dùng Revit hết à. Bây giờ các công ty nhà thầu lớn trên thị trường là đang dần dần chuyển phải dùng Revit hết. Có những cái các bạn thấy nó bình thường, nhưng mà khi mà sử dụng dùng Revit á, cái gì lên 3D lên các bạn nhìn dễ lắm,
bốc khối lượng không bị sai, không bị sót, không bị trùng, rồi giờ kiểm soát. Còn mấy cái mình để trên mặt bằng á, mình để giấy mình cắt mặt bằng các kiểu tham trạng tham chiếu đủ đường hết nó mới ra được thì sẽ rất là Ừ, dạ em cảm ơn anh ạ. tạp. Rồi thì chắc cho mình hỏi là bạn nào đợt trước rớt đâu, Em là anh. em tên gì? Tên tên Hồ Trung Thành. Trung Thành, ok. Hăng lốt nè, họ được có rớt không bạn? Dạ, em không rơi loại nhưng em muốn cải thiện kiến thức này nhưng em chưa được nhận nhận bản. Giờ mình hỏi mấy bạn hôm nay có thi không nha? Ví dụ Nguyễn Phước Trịnh Nguyên nè. Rồi không có đúng không? Nguyễn Hải Đăng nè. Lúc Hãy đăng có anh, bạn bảo vệ đồ án anh. mà sao vắng gì ba bộ vô vậy? Nguyễn Thanh Tú nè. Nguyễn Tú có không? Nguyễn Duy Sơn. Rồi, bạn nào mà vắng nhiều buổi mình hỏi thôi. Trần Linh Nguyên. Hôm nay đi thi không? Nhật Quang, Viên Tài Phát. Dạ phát coi. Để mình dò thôi. Dạ. Trần Minh Luân. Luân hôm nay đi thi không? Rồi ok. Rồi để mình coi rồi mình cho các bạn kết quả nha. Rồi chắc để cho mình làm kết quả rồi vậy thôi, chào cả lớp. Anh ơi, anh có thể nhấn like một chút rồi để em hỏi một cái này một chút không? Được được được. Rồi bạn nào không có câu hỏi gì thì nghỉ nha. Cảm ơn cả lớp nha. Có gì thắc mắc thì nhắn mình, kết quả mình sẽ thông báo liền. Rồi Anh hiểu ơi, chưa? tí anh có up file record lại không anh? Nãy Có em chứ. bị miss phần khối lượng. Có. Để Dạ. mình tắt record thấy mình tập luôn.